Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Tôi là Lê Minh. Thưa quý vị, việc Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân ở các điểm nóng tại Đông Ladakh là một bước tiến quan trọng trong quá trình hạ nhiệt căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia lớn nhất châu Á. Động thái này đã diễn ra ở hai khu vực xung đột quan trọng là Demchok và đồng bằng Devsang, những nơi đã chứng kiến nhiều cuộc đối đầu căng thẳng trong suốt thời gian qua. Các lực lượng Ấn Độ đã bắt đầu rút thiết bị khỏi khu vực tranh chấp tại đường kiểm soát thực tế LAC theo thỏa thuận mới đạt được với Trung Quốc, đánh dấu nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài. Việc này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán, khi cả hai bên nhất trí giảm căng thẳng và tiến tới bình ổn tình hình tại LAC, nơi thường xuyên xảy ra các xung đột quân sự nguy hiểm. Ý nghĩa của tất cả những động thái này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video hôm nay. Vì sao Trung Quốc phải nhượng bộ trước Ấn Độ? Trong suốt 4 năm qua, vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chìm trong bế tắc, bất chấp hàng chục vòng đàm phán nhưng không đem lại tiến triển đáng kể. Lập trường của Ấn Độ luôn vững chắc và nhất quán. Điểm mấu chốt là Trung Quốc phải rút khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng vào năm 2020 và chấm dứt các hành vi khiêu khích tại biên giới, một đại diện Ấn Độ đã phát biểu như vậy. Đối với New Delhi, mối quan hệ với Bắc Kinh chỉ có thể cải thiện khi các điều kiện này được đáp ứng, khẳng định rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào về quan hệ song phương nếu những yêu cầu cơ bản về chủ quyền và an ninh lãnh thổ không được tôn trọng. Ấn Độ đã thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn chống lại Trung Quốc như hạn chế đầu tư và hoạt động của các công ty Trung Quốc ở Ấn Độ, cấm sử dụng hàng trăm ứng dụng di động phổ biến của Trung Quốc ở Ấn Độ và làm gián đoạn các chuyến bay thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Trong những năm căng thẳng với Ấn Độ, đặc biệt là từ xung đột biên giới ở Ladakh vào năm 2020, Bắc Kinh đã phải đối mặt với một số tổn thất đáng kể. Trong cuộc đụng độ tại thung lũng Gangwon vào năm 2020, Trung Quốc đã mất đi một số binh sĩ, mặc dù con số chính thức không được công bố cụ thể. Để đối phó căng thẳng, Trung Quốc đã phải duy trì và tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới với Ấn Độ, dẫn đến chi phí lớn cho việc duy trì và trang bị cho lực lượng trong điều kiện khắc nghiệt của dãy Himalaya. Căng thẳng biên giới đã làm suy giảm quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ khi Ấn Độ áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc và cấm nhiều ứng dụng công nghệ Trung Quốc như là TikTok. Chính phủ Ấn Độ cũng khuyến khích doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung khác ngoài Trung Quốc, làm suy yếu xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường này. Xung đột với Trung Quốc đã thúc đẩy Ấn Độ xích lại gần hơn với các cường quốc phương Tây như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia trong liên minh Quad, Bộ Tứ, tập trung vào an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này khiến Bắc Kinh gặp bất lợi chiến lược trong khu vực khi mà Ấn Độ đóng vai trò lớn trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Những tổn thất này không chỉ ảnh hưởng ngắn hạn mà còn có tác động dài hạn đối với vị thế của Trung Quốc trong khu vực và quan hệ song phương với Ấn Độ. Hiện tại, Trung Quốc sẽ không thu được lợi ích gì nếu tiếp tục xung đột với Ấn Độ, bởi lẽ Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế nội địa như tăng trưởng chậm, khủng hoảng bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Việc duy trì hoặc gia tăng căng thẳng biên giới với Ấn Độ sẽ tiêu tốn nguồn lực tài chính và làm tăng chi phí quốc phòng, trong khi nước này cần tập trung tái thiết kinh tế nội địa. Một cuộc xung đột quân sự sẽ càng làm tổn thương nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh cần tập trung vào phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là nếu Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề Đài Loan hoặc Biển Đông ở thời điểm này, thì việc căng thẳng với Ấn Độ sẽ khiến họ rơi vào vòng vây. Ở góc độ kinh tế, Ấn Độ là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới và là nền kinh tế đang phát triển nhanh. Nếu căng thẳng tiếp tục, Trung Quốc có nguy cơ mất thị phần tại thị trường này khi Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp hạn chế hàng hóa và công nghệ Trung Quốc. Hợp tác kinh tế ổn định với Ấn Độ sẽ giúp Trung Quốc mở rộng thị trường và giảm áp lực từ sự suy giảm xuất khẩu sang phương Tây. Khi Trung Quốc tự khẳng định vai trò đại sứ hòa bình và mong muốn mang lại phồn vinh và thịnh vượng, những hành động trái ngược tại Biển Đông hay khu vực biên giới với Ấn Độ lại kể một câu chuyện khác. Những xung đột với các nước Đông Nam Á và căng thẳng leo thang với Ấn Độ không chỉ gây tổn hại đến uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế, mà còn làm dấy lên lo ngại từ các quốc gia láng giềng về mục tiêu thực sự trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm ảnh hưởng ngoại giao của Trung Quốc trong khu vực khi nhiều quốc gia sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối tác bên ngoài để bảo vệ lợi ích và chủ quyền của mình. Vì những lý do này, việc giảm căng thẳng với Ấn Độ và duy trì quan hệ ổn định sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Trung Quốc so với việc gia tăng đối đầu. Đương nhiên, để tránh được đụng độ với Ấn Độ, rõ ràng là Trung Quốc đã nhượng bộ và chấp nhận yêu cầu của New Delhi. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta biết rằng, tiến triển đột phá trong vấn đề biên giới Trung Ấn có liên quan đến những khó khăn bên trong và bên ngoài của chính quyền Bắc Kinh hoặc những thay đổi trong tình hình chính trị của Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc tế hiện tại, khi Trung Quốc ngày càng đối mặt với chiến lược kiềm chế từ các nước lớn, việc tháo gỡ thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Để giảm áp lực,
Trung Quốc dường như cần tìm điểm đột phá ở phía Tây và Ấn Độ chính là lựa chọn chiến lược. Việc giảm căng thẳng biên giới với Ấn Độ không chỉ giúp Bắc Kinh củng cố mối quan hệ ổn định ở phía Tây, mà còn tạo điều kiện để Trung Quốc tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề nhạy cảm hơn như là eo biển Đài Loan ở phía Đông. Nếu Trung Quốc và Ấn Độ đạt được quan hệ hợp tác ổn định và giải quyết các tranh chấp biên giới, điều này có thể mở ra cơ hội lớn cho Trung Quốc trong việc làm suy yếu mối liên kết giữa Ấn Độ và Quad. Quad, một liên minh an ninh quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được thành lập nhằm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Ấn Độ làm giảm mức độ cam kết với Quad do cải thiện quan hệ với Trung Quốc, thì điều này sẽ làm giảm hiệu quả kiềm chế của Quad, tạo điều kiện cho Bắc Kinh giảm bớt sức ép quân sự và ngoại giao từ phía Tây. Trong viễn cảnh đó, Trung Quốc sẽ có thể dồn lực vào khu vực Tây Thái Bình Dương và điều chỉnh chiến lược đối ngoại của mình để tăng cường vị thế và khả năng kiểm soát tại đây. Môi trường thuận lợi hơn ở Ấn Độ Dương cũng cho phép Trung Quốc thiết lập các căn cứ và tuyến đường thương mại an toàn, từ đó cải thiện khả năng chống lại các áp lực từ Mỹ trong khu vực. Quan trọng hơn là việc ổn định biên giới với Ấn Độ giúp Trung Quốc giảm nguy cơ đối đầu tại mặt trận phía Tây, cho phép nước này tập trung nhiều hơn vào các vấn đề ưu tiên như là Biển Đông và Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đang tích cực phát triển các phương tiện quân sự nhằm thống nhất Đài Loan. Tương tự, tại Biển Đông, Trung Quốc muốn củng cố quyền kiểm soát các tuyến đường hàng hải chiến lược và nguồn tài nguyên. Việc tập trung vào những khu vực này có thể giúp họ tăng cường áp lực đối với Hoa Kỳ. Trung Quốc liệu có đủ sức mạnh kinh tế để hiện thực hóa tham vọng ở Biển Đông và thống nhất Đài Loan? Điều này thì phải xem thước đo kinh tế của họ đang ở mức nào. Dòng tiền chảy khỏi Trung Quốc lớn chưa từng có. Theo Wall Street Journal đưa tin rằng, theo thống kê từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, đã có tới 254 tỷ đô la Mỹ dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc. Để đánh giá rõ mức độ nghiêm trọng của dòng vốn thoái này, chúng ta có thể so sánh với các chỉ số kinh tế và dữ liệu dòng vốn khác của Bắc Kinh trong những năm gần đây. Với GDP khoảng 17,5 nghìn tỷ USD năm 2023, dòng vốn thoái 254 tỷ USD chiếm khoảng 1,45% GDP Trung Quốc. Đây là mức ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt khi dòng vốn thoái chủ yếu xảy ra ở các lĩnh vực quan trọng như bất động sản và công nghệ, các trụ cột chính của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong thập kỷ qua. Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc dao động quanh mức 3,2 nghìn tỷ USD. Dòng vốn thoái 254 tỷ USD tương đương với khoảng 8% dự trữ ngoại hối, tạo áp lực không nhỏ lên khả năng ổn định tỷ giá và tài chính quốc gia. Trong các giai đoạn khủng hoảng trước đây như năm 2015, khi Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng suy thoái và dòng vốn thoái lớn, Ngân hàng Trung ương đã phải can thiệp mạnh để ổn định thị trường ngoại hối. Trung Quốc thu hút khoảng 180 đến 200 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI hàng năm. Dòng vốn thoái 254 tỷ USD còn lớn hơn tổng lượng FDI hàng năm, nghĩa là mức thoái vốn đã vượt xa khả năng thu hút đầu tư. Điều này khiến kinh tế Trung Quốc đối mặt với áp lực tăng trưởng chậm lại và thiếu nguồn lực cho các ngành công nghiệp quan trọng. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và khủng hoảng kinh tế Trung Quốc năm 2015, Bắc Kinh cũng đã trải qua các giai đoạn dòng vốn thoái nhưng ở mức độ thấp hơn. Dòng vốn thoái trong giai đoạn này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các vấn đề nội tại như là khủng hoảng bất động sản và các biện pháp hạn chế kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ lớn. Như vậy, khi so sánh với các chỉ số kinh tế cơ bản và tình hình dòng vốn trong quá khứ, dòng vốn thoái 254 tỷ USD là một tín hiệu đáng lo ngại. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể đang mất niềm tin vào nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho việc duy trì tăng trưởng ổn định và thu hút đầu tư mới. Chúng ta biết rằng, sự thoái vốn quy mô lớn thường tạo áp lực lên đồng nhân dân tệ khi các nhà đầu tư chuyển tài sản sang USD hoặc là các ngoại tệ khác. Điều này làm giảm dự trữ ngoại hối của Trung Quốc và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phải can thiệp để ổn định tỷ giá, gây tổn hao tài nguyên tài chính. Nhiều dòng vốn thoái có liên quan đến thị trường bất động sản đang gặp khủng hoảng của Trung Quốc, khiến ngành này ngày càng mất niềm tin và khó khăn trong việc thu hút đầu tư mới. Các khoản nợ của các công ty bất động sản lớn như là Evergrande đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại và rút vốn để tránh rủi ro, từ đó càng làm suy yếu thị trường này. Với việc dòng vốn chảy ra ngoài, Trung Quốc sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế trong nước. Điều này có thể dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng đến các kế hoạch cải cách kinh tế dài hạn của Bắc Kinh. Nó cũng khiến các nhà đầu tư quốc tế gia tăng lo ngại về rủi ro kinh tế và chính trị tại đây. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư mới và làm suy yếu vị thế cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các nền kinh tế khác, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất. Trong bối cảnh này, để duy trì sự ổn định, Trung Quốc có thể cần triển khai các biện pháp kiểm soát vốn và cải thiện môi trường đầu tư
nhằm giữ chân các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nếu đi theo lối logic này, thì liệu Trung Quốc có thể thống nhất Đài Loan bằng vũ lực không? Hoặc là kích hoạt cuộc đối đầu trực tiếp với các quốc gia đang tranh chấp ở Biển Đông không? Câu trả lời là rất khó khăn. Vì nếu Trung Quốc gia tăng căng thẳng quân sự để thống nhất Đài Loan và củng cố kiểm soát ở Biển Đông, việc giữ chân các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Các nhà đầu tư luôn quan tâm đến tính ổn định chính trị của thị trường. Nếu Bắc Kinh gây căng thẳng với Đài Bắc và Biển Đông, rủi ro về xung đột quân sự sẽ tăng cao, khiến các nhà đầu tư cân nhắc lại việc duy trì hoạt động hoặc đầu tư mới tại Trung Quốc. Sự không chắc chắn này có thể đẩy nhanh quá trình thoái vốn khỏi Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp toàn cầu ngày càng nhạy cảm với rủi ro địa chính trị. Trung Quốc là trung tâm sản xuất và cung ứng lớn của thế giới. Một cuộc khủng hoảng tại khu vực Đài Loan hoặc Biển Đông, nơi tập trung các tuyến đường thương mại quan trọng, có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất toàn cầu. Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế có xu hướng dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc để giảm rủi ro, đẩy mạnh quá trình China cộng 1 nhằm đa dạng hóa địa điểm sản xuất sang các nước khác như là Việt Nam, Ấn Độ hoặc là Indonesia. Và nếu Trung Quốc thực hiện các hành động quân sự ở Đài Loan hoặc Biển Đông, Hoa Kỳ và các đồng minh như là Nhật Bản, Australia có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính nhắm vào Trung Quốc. Các biện pháp này có thể bao gồm cấm vận thương mại, hạn chế xuất khẩu công nghệ và hạn chế tài chính, gây áp lực lớn lên nền kinh tế Trung Quốc và khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng duy trì lợi nhuận. Khi xung đột gia tăng, Trung Quốc có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính và tăng chi phí quốc phòng. Các biện pháp kiểm soát vốn hoặc giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài có thể được áp dụng để bảo vệ thị trường tài chính trong nước. Nhưng điều này sẽ làm giảm tính thanh khoản và khả năng chuyển đổi vốn của các nhà đầu tư nước ngoài, làm tăng rủi ro và mất niềm tin vào thị trường Trung Quốc. Mặt khác, các hành động quân sự và căng thẳng có thể làm tổn hại đến hình ảnh của Trung Quốc như một môi trường đầu tư an toàn và ổn định. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài không muốn tăng cường đầu tư mới, trong khi các doanh nghiệp trong nước cũng lo ngại và giảm khả năng đầu tư dài hạn. Nhưng thách thức của Bắc Kinh vẫn đang vô cùng phức tạp. Khi biên giới phía Tây của Trung Quốc mới tạm yên, thì biên giới phía Đông lại nổi sóng gió. Cáo buộc quân Triều Tiên có mặt ở Ukraine mang tới vấn đề gì cho Trung Quốc? Thưa quý vị và các bạn, truyền thông phương Tây cũng như là phía Ukraine đang liên tiếp cáo buộc quân đội Triều Tiên đang chiến đấu cho Nga trên đất Ukraine. Đối với cáo buộc này, chính Tổng thống Nga Putin cũng mập mờ khi trả lời câu hỏi của phóng viên. Hãy khoan nói về Ukraine hay Nga, chúng ta tập trung vào Trung Quốc. Nếu đây là sự thật, thì việc quân đội Triều Tiên chiến đấu cho Nga tại Ukraine có thể gây ra một số rủi ro lớn cho Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện tại. Vì sự tham gia của Bình Nhưỡng trong cuộc chiến có thể khiến phương Tây gia tăng áp lực lên Bắc Kinh, bởi Bắc Kinh là một trong số ít đồng minh của Bình Nhưỡng. Trung Quốc có thể phải chịu chỉ trích và đối mặt với các biện pháp trừng phạt hoặc là hạn chế kinh tế từ phương Tây nếu bị coi là đồng lõa hoặc hỗ trợ cho các hành động của Triều Tiên. Sự can thiệp của Triều Tiên tại Ukraine có thể làm xấu đi quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, một đối tác thương mại quan trọng của Bắc Kinh. Nếu Hàn Quốc gia tăng liên kết an ninh với Hoa Kỳ để đối phó với Triều Tiên, Trung Quốc có thể bị đặt vào thế khó xử, phải cân bằng giữa đồng minh Triều Tiên và lợi ích kinh tế với Hàn Quốc. Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh vào chính sách ổn định và hòa bình trong khu vực Đông Bắc Á. Hành động quân sự của Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, đặc biệt nếu Triều Tiên tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân hoặc liên minh quân sự với Nga. Điều này có thể tạo ra môi trường không ổn định mà Trung Quốc muốn tránh. Đánh giá một cách tổng thể, chúng ta thấy chính quyền Bắc Kinh đang đối mặt với 4 thách thức lớn nhất, đó là: một là kinh tế suy yếu, tăng trưởng chậm lại, nợ công cao và khủng hoảng bất động sản như là Evergrande gây ra áp lực lớn lên nền kinh tế. Hai đó là dòng vốn thoái lớn, dòng vốn chảy ra ngoài và giảm đầu tư nước ngoài làm suy yếu sự ổn định tài chính. Ba đó là áp lực địa chính trị, căng thẳng với Đài Loan, Biển Đông và cạnh tranh với Mỹ và Liên minh phương Tây đang tăng cao. Bốn đó là vấn đề về xã hội và dân số. Tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa nhanh đang tạo ra các vấn đề dài hạn trong lao động và phúc lợi xã hội. Có thể nói, những yếu tố này ảnh hưởng đến tính ổn định và sự ủng hộ đối với chính quyền của ông Tập Cận Bình. Khi những vấn đề phức tạp này không được giải quyết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể phải đối mặt với sự suy giảm quyền lực. Xin lưu ý rằng, trong nước, ông Tập có thể đối mặt với sự bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những quan chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các chính sách kiểm soát chặt chẽ và cả từ tầng lớp doanh nghiệp tư nhân bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống tham nhũng. Những kẻ săn mồi này sẽ đợi chờ cơ hội để làm suy giảm uy tín và bất ổn đối với chính quyền của ông Tập. Còn ở nước ngoài, Mỹ và các đồng minh như là Nhật Bản, Australia, Ấn Độ trong liên minh Quad với chiến lược kiềm chế Trung Quốc tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là thách thức chiến lược lớn nhất trên trường quốc tế của ông Tập. Nhà lãnh đạo Trung Quốc thực sự đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Giới quan sát thì nhận định rằng, trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Bắc Kinh không chỉ phải chú ý đến tình hình biên giới phía Tây và phía Đông,
mà còn đặc biệt phải để mắt đến Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ qua động thái ngoại giao mới nhất của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đến Nga gặp Tổng thống Putin, trong khi Thủ tướng Lý Cường thì đến thăm Việt Nam. Sự phân chia này phản ánh chiến lược ngoại giao song hành của Trung Quốc nhằm duy trì và mở rộng ảnh hưởng. Ông Tập đến Nga nhằm củng cố liên minh chiến lược với một đối tác quan trọng trong bối cảnh cả hai quốc gia đang chịu áp lực từ phương Tây. Trong khi đó, thì chuyến công du của Thủ tướng Lý Cường đến Việt Nam lại nhấn mạnh một ưu tiên khác của Trung Quốc, đó là củng cố quan hệ với ASEAN và thiết lập ổn định tại Đông Nam Á, khu vực mà Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh mạnh mẽ về ảnh hưởng. Quý vị có thể thấy rõ rằng, trên bàn cờ quốc tế hiện nay, sự cạnh tranh quyết liệt giữa một bên là Mỹ cùng các quốc gia phát triển và bên kia là Trung Quốc, Nga cùng các nước mới nổi đang ngày càng rõ nét. Khách quan mà nói, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng nể, tạo nên khả năng cạnh tranh với phương Tây trong một số lĩnh vực, song vẫn còn những thách thức lớn để đạt được thế cân bằng hoàn toàn. Sự phát triển nhanh chóng hay còn gọi là kiểu phát triển ăn sổi, dù có thể mang lại tăng trưởng và sức hút kinh tế trong ngắn hạn, nhưng lại tiềm ẩn những rủi ro lớn. Tập trung vào các lợi ích trước mắt, mô hình này thường thiếu đi nền tảng bền vững và các biện pháp đối phó rủi ro lâu dài, dẫn đến những hệ lụy khó lường trong nhiều lĩnh vực. Về môi trường, tài chính và xã hội, kiểu phát triển này dễ gây ra suy thoái, khủng hoảng tài chính hoặc thậm chí là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, những yếu tố gây bất ổn về lâu dài. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại quan điểm riêng của mình ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.